Chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu. Tối hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cái chủ đề là phát triển kinh doanh và lãnh đạo. Và đây là một cái chủ đề nó liên quan đến kinh doanh, đến cái khởi nghiệp của chúng ta. Thì một trong những cái cách để chúng ta phát triển nhanh hơn về thu nhập của mình, phát triển nhanh hơn về tài chính của mình, phát triển nhanh hơn về cái khả năng làm ra tiền cũng như là khả năng con người của mình, thì chúng ta phải liên tục phát triển cái năng lực, mình gọi một cái năng lực rất là tuyệt vời, đó là cái năng lực làm kinh doanh và cái năng lực làm lãnh đạo, chứ không phải là cái năng lực chuyên môn. Những năm qua thì đúng là các bạn đi học, các bạn làm việc, các bạn rất là giỏi về chuyên môn, tuy nhiên các bạn vẫn cứ loay hoay ở một cái gì đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bạn thiếu đi cái năng lực kinh doanh và cái năng lực làm lãnh đạo. Và tối hôm nay mình muốn nói với các bạn là cái năng lực kinh doanh, năng lực làm lãnh đạo nó có cái điều gì tuyệt vời. Để bắt đầu vào chương trình thì chúng ta cùng nhau làm quen, kết nối với nhau, giới thiệu nhau qua hai kênh. Tối nay mình là live stream qua hai kênh. Và tiếp theo nữa là bạn nào mà lần đầu tiên biết đến mình thì các bạn comment số 1 để mình biết các bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh của các bạn ở khu vực nào, vùng miền nào để mọi người cùng nhau biết, để thông qua live stream này chúng ta cùng học hỏi với nhau và chúng ta cùng kết nối với nhau, tìm kiếm khách hàng với nhau. Và cái chủ đề tối nay nó liên quan tới những cái gì ạ? Những năm qua mình luôn chia sẻ với các bạn, một trong những cái công việc mà những năm qua mình chia sẻ cho các bạn đó là mình giúp cho mọi người phát triển cái năng lực kinh doanh đi. Các bạn thấy là một người nông dân họ rất là giỏi trồng ra một cái trái vải, họ trồng ra cái thanh long, họ rất là giỏi về những cái chuyên môn đó. Tuy nhiên các bạn thấy chưa, khi mà họ trồng ra rồi thì họ bán không được, họ cứ chờ thương lái đến. Tại vì họ không biết cái cách đi tìm kiếm thị trường. Một người chuyên môn, ngày hôm nay mình có nói chuyện với một bạn, một người chuyên môn học ra trường và rất giỏi về cái ngành xây dựng. Họ làm xây dựng rất là nhiều năm rồi, nhưng mà họ cứ loay hoay. Cái góc nhìn của họ là một cái người, tại sao em rất là giỏi về xây dựng, em ra em mở doanh nghiệp mà nó lại không có khách hàng. Cái chuyện mà có khách hàng, cái chuyện ra kinh doanh nó liên quan tới tài chính, là nó liên quan tới cái năng lực kinh doanh. Và một trong những cái điều mà những năm qua mà mình luôn gửi đến các bạn đó là mình luôn chia sẻ và mình luôn nói mọi người là dù bạn có đi làm kinh doanh hay không làm kinh doanh, dù bạn có ở với góc độ nào thì bạn cần cũng phải có cho mình một cái năng lực gọi là cái năng lực kinh doanh. Năng lực kinh doanh là chúng ta phải biết bán hàng, chúng ta phải biết là PR thương hiệu marketing của mình ra. Chúng ta phải biết gì ạ? Chúng ta phải biết cái khả năng đàm phán, chúng ta phải hiểu về dòng tiền. Chúng ta phải biết chăm sóc khách hàng. Năng lực lãnh đạo là chúng ta phải đào tạo và huấn luyện nhân viên, phải giúp nhân viên của chúng ta càng ngày nó càng giỏi ra. Chúng ta phải có khả năng là làm cho nhân viên họ làm việc với mình ở một cái góc độ rất là bền vững, chứ không phải là chúng ta cứ loay hoay có được cái nghề kế toán, có được cái nghề xây dựng rồi chúng ta cứ theo đó chúng ta làm. Theo năm tháng thì nó cũng như thế nào ạ? Nó vẫn cứ vậy thôi. Thì khi mà bạn tốt nghiệp ra trường, bạn học, bạn có cái năng lực kinh doanh rồi, bạn có cái năng lực chuyên môn rồi, cái điều đó rất là tuyệt vời. Nhưng mà theo năm tháng để phát triển được thì bạn cần phải phát triển cái năng lực kinh doanh của mình và phát triển cái năng lực lãnh đạo của mình, thì cái đó là nó mới giúp cho cái công việc của bạn nó bền vững ra. Dù bạn có làm công hay bạn dù ở vị trí làm công thì bạn cũng vẫn phải phát triển cái năng lực kinh doanh của mình. Năng lực kinh doanh nghĩa là bạn không ra làm kinh doanh, nhưng mà bạn phải hiểu ra được, bạn phải hiểu ra được ở chính cái doanh nghiệp của mình, chúng ta cần phải có khách hàng, chúng ta cần phải kiếm được đồng tiền về, thì cái doanh nghiệp mà chính người ta trả lương cho các bạn là người ta phải có khách hàng, chứ không phải là chúng ta ngồi đó qua ngày qua tháng rồi cứ chờ tới ngày lãnh lương. Nếu mà cái tư duy như vậy thì kể cả khi các bạn đi làm công mà bạn cũng thất bại, và ra làm kinh doanh thì bạn lại càng thất bại nữa. Vậy thì để tăng cao những cái năng lực này thì trước tiên là bạn phải là người làm việc trước. Bạn chính cái bản thân bạn á, bạn tự hỏi rằng là bạn đã có cái năng lực kinh doanh chưa,
đã có khả năng kinh doanh chưa? Cái thứ hai là tiếp theo sau đó là bạn thấy là những cái người nhân viên của chúng ta nè, họ đang làm việc với chúng ta nè, họ đã có cái năng lực kinh doanh chưa? Họ có khả năng kinh doanh chưa? Hay là họ tới chúng ta họ chỉ là ứng dụng chuyên môn rồi họ chờ tới ngày để họ lãnh lương, và làm sao bạn trả lương cho họ nổi với cái góc độ đó? Cái này chúng ta phải nâng tầm nó lên thành gì? Thành cái văn hóa, thành cả văn hóa trong doanh nghiệp. Tức là mỗi người ở mỗi cái vị trí trong doanh nghiệp của chúng ta là chúng ta phải giỏi về kinh doanh. Đừng có để một người nhân viên kế toán họ chỉ biết làm kế toán, họ phiền lòng với khách hàng mà họ không biết rằng là chính cái người nhân viên kế toán đó, nếu mà họ biết cách. Ngày hôm nay mình có gặp một bạn làm bên kế toán, và bạn kêu, bạn cũng vẫn còn đi làm con thôi, mà bạn kêu lúc xưa khi mà mới ra làm việc em chưa biết cách thì em hay gây sự với những cái đối tác của mình, còn bây giờ em biết cách thì em như thế nào em hài hòa hơn thì tự nhiên họ quý em hơn, họ quý công ty em hơn thì họ làm việc tốt hơn. Các bạn chưa? Tức là chúng ta phải nâng cao cái khả năng nhìn nhận về kinh doanh cho nhân viên của chúng ta, chứ không phải là bắt họ làm. Và để làm được điều đó, chính các bạn phải là người nâng cao cái khả năng kinh doanh lên. Các bạn phải đẩy mạnh cái phong trào cùng nhau tăng doanh thu, cùng nhau làm marketing, cùng nhau làm thương hiệu ở ngay trong chính doanh nghiệp của chúng ta. Thì chính cái điều này nó mới làm cho doanh nghiệp của bạn có doanh số vượt trội được, nó mới làm cho doanh nghiệp của bạn phát triển được. Cái việc này là bạn phải huy động cả tổ chức làm, chứ không phải một mình bạn làm. Một mình bạn làm thì nó sẽ đi rất là chậm, rồi tất cả những người còn lại là chỉ còn là đi vào xử lý sự vụ không à, nó sẽ rất là chậm chạp. Nó là người làm kinh doanh chúng ta cần phải có một cái nhận thức sâu hơn về vấn đề này. Và cái doanh nghiệp nào mà có cái khả năng, cái doanh nghiệp nào mà có cái khả năng xây dựng cho nhân viên cái năng lực kinh doanh tốt, dĩ nhiên là bắt đầu từ chính bạn. Doanh nghiệp nào mà có cái khả năng xây dựng cho nhân viên có khả năng làm kinh doanh tốt, xây dựng cho nhân viên cái khả năng làm lãnh đạo tốt, thì cái doanh nghiệp đó phát triển rất là nhanh, bởi vì cả một tổ chức cùng đi làm kinh doanh. Cái năng lực lãnh đạo ở đây không có phải là gì, là cái người nhân viên ai cũng làm lãnh đạo hết, mà lãnh đạo ở đây á nghĩa là họ làm rất tốt ở vị trí công việc của mình, và họ có cái góc nhìn như một người lãnh đạo. Tức là họ chủ động trong công việc của mình. Tức là nếu mà chúng ta tuyển nhân viên vô mà chúng ta phải giao việc cho nhân viên, phải bắt họ làm cái A, phải bắt họ làm cái B, phải chỉ họ làm cái C thì họ mới làm được. Chúng ta tuyển người nhân viên như vậy vào, chúng ta hơi bị thất bại rồi. Chúng ta phải tuyển một người nhân viên vào mà họ rất là thông minh, họ rất là thông thái, họ chỉ việc cho chính bạn làm. Mình hay gọi cái từ là tuyển gì, tuyển khổng minh. Chúng ta phải tuyển khổng minh, chứ chúng ta đừng có tuyển một người mà vô mà chúng ta phải chỉ việc cho họ làm, là các bạn sẽ rất là khổ, các bạn sẽ rất là nhức đầu. Hồi nãy giờ các bạn thấy mình live stream, mình thấy các bạn không nói hết những cái kiến thức vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy có hết không? Chính các bạn mà comment vào thì mình mới như thế nào các bạn ơi, mình mới có năng lượng. Còn nếu mà các bạn cứ im lặng, các bạn xem không thì các bạn cũng không có năng lượng. Và bản thân mình live stream mình cũng không thấy bạn nói thì mình cũng không năng lượng theo luôn. Nên là các bạn cần phải, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì bật comment số 1 xuống, biết mình rồi thì các bạn đúc kết ra những cái bài học để chúng ta cùng nhau phát triển. Và các bạn muốn đi nhanh trong cái thời đại này, các bạn muốn đi nhanh trong cái thời đại này thì không còn cách nào khác. Bạn giỏi về khả năng kinh doanh, bạn giỏi về khả năng lãnh đạo, và bạn truyền cho tất cả những cái người nhân viên mình họ phải giỏi thôi. Bạn muốn đi nhanh hơn đối thủ của mình thì những người nhân viên của mình nó phải có khả năng kinh doanh giỏi hơn đối thủ của mình. Những người nhân viên của mình họ có khả năng lãnh đạo trong chính cái công việc của họ tốt hơn đối thủ của mình. Ok, bạn Tâm, Dương Đình Tâm, đúng rồi, lâu quá cũng chưa có gặp em. Chúng ta phải có cái khả năng nó tốt hơn đối thủ cạnh tranh của mình. Và khi công ty của bạn
càng ngày càng có những khả năng xuất sắc như vậy thì chắc chắn là cái việc kinh doanh các bạn nó sẽ đi nhanh. Đây là điều tiên quyết. Đây là điều tiên quyết. Trên bảo dưới không nghe thì hãy xem lại cái cách ăn, cách sống, cách ở của mình. Mình là sếp mà lại không làm được cái việc này thì hãy xem lại cách ăn, cách sống, cách ở của mình. Nó là để làm được cái này thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta chào bạn Đức Trọng. Chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải dành thời gian ra rất là nhiều đào tạo và huấn luyện nhân viên, chứ không phải là chúng ta dành thời gian để chúng ta lao ra chúng ta làm. Bạn nào mà chưa chia sẻ cái live stream của mình thì các bạn chia sẻ đi, các bạn chia sẻ về nhà mình đi, để cái kiến thức này nó đến cho rất là nhiều người nữa. Cảm ơn bạn Trịnh Kha, cảm ơn bạn Nguyễn Trương Đức. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì và các bạn mà muốn dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, các bạn muốn vào hàng top trong lĩnh vực của mình thì các bạn phải có cái, các bạn phải có như gì vậy? Các bạn phải có những cái người nhân viên rất là xuất sắc. Và nhân viên nó xuất sắc như vậy là do qua cái bàn tay huấn luyện của bạn, qua cái bàn tay huấn luyện của bạn, qua cái tư duy của bạn. Và nếu mà bạn không thực sự huấn luyện được thì bạn hãy nhờ những cái chuyên gia họ huấn luyện, để chúng ta có một cái đội ngũ rất là vững mạnh, vừa giỏi về kinh doanh, vừa giỏi về lãnh đạo. Và chúng ta cần phải xây dựng được cái văn hóa, chúng ta cần phải xây dựng được cái văn hóa, cái văn hóa làm kinh doanh trong công ty, cái văn hóa tự mình lãnh đạo trong chính cái tổ chức của mình. Bằng cách như vậy thì chúng ta cần phải giúp cho nhân viên của chúng ta nó có cái tư duy là đừng có phải làm việc để nhận lương. Chúng ta phải tháo gỡ cái điều đó ra khỏi đầu nhân viên. Và người chủ doanh nghiệp á, các bạn làm kinh doanh á, các bạn cũng cần phải có cái tư duy là một cái tư duy rất là mở, chứ không có phải là cứ luôn luôn nói rằng tức là mình thấy đây những người chủ ra làm cực kỳ bảo thủ, em phải làm như vậy, em phải làm như vậy, cứ tư duy nó vô cùng đóng đinh, nó quá bảo thủ. Mà đi ra làm kinh doanh thì như thế nào? Chính các bạn là người chủ doanh nghiệp, các bạn ra làm kinh doanh mà cái khả năng kinh doanh của bạn nó tệ không thể được. Cái khả năng lãnh đạo của bạn nó lại càng tệ nữa. Thì làm sao mà chúng ta làm kinh doanh được? Văn hóa làm kinh doanh ở đây, văn hóa làm chủ ở đây là làm sao bạn truyền được cái năng lượng, một cái lửa để cho chính cái người nhân viên đó, họ xem cái doanh nghiệp này giống như họ đang là chủ của chính cái doanh nghiệp này. Các bạn thấy chưa? Như hồi kia Lưu Bị tuyển được Khổng Minh, các bạn thấy chưa? Thì Khổng Minh xem cái việc cái việc mà đi làm với Lưu Bị, cái phục hồi nhà gọi là nhà, hồi đó là nhà Hán thì phải, đúng không các bạn? Phục hồi nhà Hán đó, nó y như là cái công việc của người Khổng, chính cái công việc của ông Khổng Minh vậy đó. Cảm ơn bạn Trương Đức. Nay thầy ốm nhiều, mình vậy á. Mình vậy, nó cũng không có mập thêm đâu mà nó không có ốm thêm đâu. Tức là chúng ta phải làm sao nhân viên á, nó có một cái tư duy làm chủ trong chính cái doanh nghiệp của chúng ta. Chứ không có phải là họ như là một người làm công trong chính cái doanh nghiệp của chúng ta. Chúng ta phải truyền được cái tư duy đó. Và bạn là gì? Bạn là một người tiên phong để làm được cái việc này. Bạn là một người tiên phong truyền lửa, truyền được cái lửa kinh doanh và cái lửa lãnh đạo cho tất cả những người nhân viên của mình. Chứ không phải là hàng ngày nó lên, nó ngồi, nó chờ, nó lãnh lương thì là tiêu rồi. Có nghĩa là họ luôn thể hiện hết bản lĩnh, hết khả năng để làm cho khách hàng hài lòng. Và nếu mà những người nhân viên nào mà bạn huấn luyện mà không đạt thì bạn nên loại ra khỏi cái đội ngũ. Bởi vì trong cái tổ chức, muốn một tổ chức phát triển thì chúng ta không thể có một người nhân viên nào mà là xem cái việc kinh doanh là cái việc của người khác. Trong doanh nghiệp của mình cũng vậy, mình cũng đã từng có những cái người nhân viên họ chỉ biết làm cái công việc của họ và họ xem cái việc kinh doanh là của người khác,
họ làm một cách vô hồn và đã huấn luyện và đã thay đổi trao đổi tư duy nhưng mà không ok thì họ phải lên đường thôi, chứ họ không thể tồn tại trong một cái tổ chức mà muốn phát triển mà có những con người nó muốn kéo lại. Mỗi người trong một cái tổ chức của chúng ta là phải xem được phát sóng chương trình chìa khóa thành công của thầy Duy Việt bao giờ vậy, hình như là có phát sóng rồi á, vừa rồi mình thấy cái lịch mà mình cũng quên rồi. Bạn tưởng hình như là tháng 10 vừa rồi có phát sóng một lần rồi, phát sóng liên tục các kênh. Nghĩa là tất cả những người nhân viên phải xem cái việc phục vụ khách hàng và làm hài lòng khách hàng, đó là việc của mình. Và họ phải thể hiện rất là cao cái phần này. Tất cả những người nhân viên họ phải lo lắng về doanh số, họ thấy doanh số giảm là họ không vui, họ lao ra để họ làm cho doanh số tăng lên. Tất cả những người nhân viên họ đều phải có trách nhiệm trong cái phần của mình là làm sao để công ty mình nó giảm bớt đi những cái chi phí, những cái chi phí không có hữu ích. Cái đó là cái trách nhiệm của con người làm kinh doanh, chúng ta phải huấn luyện cho họ nó nhờ vậy. Và tất cả những người nhân viên, ok chưa, đều gì đều có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp cho thành tựu của công ty của chúng ta, giúp cho kết quả của công ty của chúng ta càng ngày nó càng phát triển, bởi vì đó là mục tiêu chung của doanh nghiệp. Ok chưa? Để làm được điều này thì trong doanh nghiệp của chúng ta phải có tinh thần rất là tích cực, phải làm việc rất là nhiệt huyết, phải làm việc rất là mau lửa, và chúng ta phải có cái quy trình ghi nhận cái sự đóng góp của tất cả các từng thành viên đó. Và chúng ta chứ chúng ta không được làm theo quan điểm, làm theo cái cách bảo thủ thì chúng ta sẽ không có phát triển được. Như là vừa rồi mình chia sẻ bạn cái phần một là hồi nãy giờ mình cũng chia sẻ cũng đã được 17 phút rồi đúng không ạ? Mình đã chia sẻ xong cái phần một của các bạn, thì hồi nãy giờ các bạn đã học được những cái bài học hữu ích chưa? Các bạn đã chia sẻ cái live stream này của mình về nhà các bạn chưa? Mình không thấy các bạn đúc kết ra những bài học khi các bạn xem live stream nhỉ? Và mình dành thời gian một phút để mình quảng cáo về mình chút xíu ha. Mình tên là Nguyễn Thế Duy. Hiện tại mình là 43 tuổi, mình đến từ tỉnh Khánh Hòa, mình là người Khánh Hòa. Và mình là người nói cà lâm và nói lắp, nên trong quá trình mình nói kiểu mình nói cà giật, ok, các bạn thông cảm. Bởi vì cái tính cách mình nó là như vậy rồi. Hiện mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bee Training, mình sẽ gặp nó năm 2009, cho tới giờ nó cũng đã được 9 năm rồi. Thì nơi mình nó là cũng giống như cái chủ đề hồi nãy mình nói, là nơi mình chuyên đào tạo những cái khóa học, những cái kỹ năng mà giúp cho các bạn phát triển cái năng lực kinh doanh và cái năng lực lãnh đạo. Đây là mình làm xuyên suốt 9 năm qua. Và mình cũng nói đi nói lại với các bạn rằng là dù bạn giỏi chuyên môn tới mức độ nào thì bạn để thành công trong cuộc sống bắt buộc, mà nó là điều bắt buộc luôn, mà phải phát triển cái khả năng kinh doanh và cái khả năng lãnh đạo lên, thì lúc đó cái thu nhập bạn nó mới đột phá được. Còn nếu mà bạn cứ mãi cứ bám vào cái chuyên môn lên không á, thì cái thu nhập bạn nó không có đột phá được đâu. Và mình cũng là tác giả những cái quyển sách sau, cái quyển thứ nhất mình muốn giới thiệu với các bạn, nó hơi bị ngược đúng không? Mình dùng camera trước nên nó ngược. Mình dùng cái camera sau cho một số bạn này đó, các bạn thôi. Cái quyển sách Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Và cái quyển số 2 của mình là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Thì cái quyển này thì nó nói về 101 những cái bài học, những kỹ năng trong kinh doanh của các bạn. Cái quyển số 3 là cái quyển Beyond the Way. Cái quyển này thì bán ở thị trường nước ngoài, không có bán ở trong nước. Và trong cái chương trình này mà bạn nào mà mua hai cái quyển bằng tiếng Việt này thì nó là giá 210.000, mình sẽ giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. 210.000 các bạn cũng không cần phải giao tiền trước đâu. Các bạn chỉ cần inbox cái số điện thoại xuống, comment số điện thoại xuống như này thì sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước này. Phí ship cho các bạn là 50.000, cái phí ship mà ở xa nó tới 50.000, ở gần thì nó rẻ hơn chút xíu. Và bạn nào mà
đã có được hai cái quyển sách Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi, thì các bạn báo cho mình, các bạn báo cho mình, cảm ơn bạn Hải Hải. Các bạn báo cho mình thì mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group, cái group đó là cái group bí mật. Mình sẽ chia sẻ những cái live stream, mình sẽ chia sẻ những cái bài viết về kinh doanh của mình. Mình sẽ trả lời các bạn những câu hỏi về kinh doanh. Và cái điều tuyệt vời hơn là các bạn sẽ được kết nối với rất là nhiều người ở trên khắp mọi miền đất nước này. Và những cái thông tin hữu ích mình sẽ chia sẻ trong cái group này. Cũng như là mình có dịp mình đi đến những cái tỉnh này thì mình sẽ báo trong cái group này để các bạn như thế nào các bạn có thể kết nối với mình. Đó là những cái quyền lợi mà khi các bạn mua hai cái quyển sách này. Sắp tới thì điều kiện để vào group nó tới 3 quyển lận, bởi vì cái quyển online nó sắp ra rồi. Báo cho các bạn biết là ngày hôm nay mình mới làm việc nhà in, và cái quyển online sắp tới đã cũng sắp ra rồi. Ok, thì sắp tới mà muốn như thế nào muốn vào cái group này thì các bạn phải sưu tới 3 cuốn rồi. Còn bây giờ là chỉ có 2 cuốn thôi là các bạn đã được rồi. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ các bạn nào muốn sở hữu 2 quyển sách thì các bạn chỉ việc comment cái số điện thoại xuống. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục vào chương trình. Vậy thì các bạn thấy không? Để mà cá nhân của bạn phát triển nhanh hơn thì bạn phải tự phát triển cái năng lực kinh doanh của mình. Và cụ thể phát triển năng lực kinh doanh như thế nào thì các bạn có thể như thế nào? Các bạn có thể là đến gì ạ? Đến bi training của mình có chương trình đào tạo rất là bài bản. Hoặc là các bạn nào muốn phát triển cái năng lực lãnh đạo của mình thì các bạn cũng đến bi training luôn. Mình cũng có như thế nào mình cũng có quy trình đào tạo các bạn là bài bản. 9 năm qua mình làm cái việc này. Và những ai mà họ đi theo đúng quy trình này thì họ phát triển rất là nhanh. Vậy công việc cần có đó là chính là bạn là chủ doanh nghiệp thì bạn phải tạo ra một viễn cảnh, bạn phải tạo ra một cái tầm nhìn, bạn gắn kết với mình một cái sứ mệnh để gì để những người nhân viên của mình nó xem bạn như là một người dẫn dắt và bắt đầu nó mới đi theo cái quy trình của bạn. Họ sẽ đi theo cái quy trình của bạn, bạn như là một người dẫn dắt vậy đó. Các bạn nhận ra điều này chưa? Để làm được cái việc này thì bạn phải phát triển cái năng lực lãnh đạo của mình lên, và bạn là một người dẫn dắt để nhân viên nó đi theo cái viễn cảnh của bạn, nó bị hút theo cái viễn cảnh của bạn. Và mọi người ở trong nhóm, mọi người trong công ty họ đều hiểu ra được vị trí và vai trò của họ, để họ đóng góp vào trong cái tổ chức của chúng ta nó là cái gì, hiểu được cái vị trí và vai trò. Và họ cũng nhận thức ra rằng họ cũng đang là một nhà lãnh đạo. Ok chưa? Họ cũng đang là một nhà lãnh đạo trong chính cái tổ chức của chúng ta. Và cái sự đóng góp của bạn, của chính họ, là làm cho tổ chức chúng ta càng ngày nó càng phát triển. Và nó như thế nào nữa? Cái điều này nó phải luôn ăn ở trong cái suy nghĩ của nhân viên, nó luôn chạm vào cái cảm xúc và làm cho họ hành động như một người làm kinh doanh, hành động như một người làm lãnh đạo. Và các bạn nắm được cái nguyên lý của vũ trụ rồi, khi chúng ta làm những cái hành động như thể chúng ta trở thành, thì các bạn biết điều gì không ạ? Cái điều tốt đẹp nó sẽ hút về, cái năng lượng tốt đẹp nó sẽ hút về. Còn nếu mà chúng ta làm việc mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta toan tính, thì chúng ta như thế nào? Chúng ta đang tỏa ra một cái năng lượng không có phát triển, thì tự nhiên nó kìm hãm cái tổ chức của chúng ta lại. Tổ chức của bạn chỉ phát triển khi mà toàn bộ những người nhân viên trong tổ chức họ đều hùng hục cái khí thế kinh doanh, họ đều hùng hục cái khí thế, cái năng lực lãnh đạo lên, thì lập tức cái tổ chức của chúng ta nó sẽ phát triển ngay. Cái chương trình tối nay mình chia sẻ sâu hơn nó liên quan tới cái khả năng kinh doanh và lãnh đạo, nó sâu hơn với những người mà đã chọn cho mình một cái con đường rồi, chứ nó không phải dành cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên những người mới bắt đầu mà bạn nghe cái live stream mà mình nói đây thì có lẽ các bạn cũng nhận ra được những cái bài học mà các bạn cần phải làm tiếp theo, những cái bước tiếp theo nữa. Còn tối nay mà các bạn nào mà đã làm kinh doanh rồi á, thì bạn nghe những gì điều mình chia sẻ đây là các bạn sẽ nắm ra được những bài học đó rất là hữu ích.
Và tối hôm nay mình chỉ chia sẻ ngắn gọn, nhanh gọn nó như vậy thôi. Tối mai thì mình có cái lớp làm kinh doanh và khởi nghiệp miễn phí tại B-Training. Bạn nào ở gần đây thì các bạn có thể đăng ký các bạn đi học bằng cách là các bạn inbox cho mình cái số điện thoại để các bạn đi học. Cuối tuần này là mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp. Mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp. Cái lớp làm chủ doanh nghiệp thì giúp cho các bạn phát triển về cái năng lực kinh doanh và cái năng lực lãnh đạo. Mình sẽ trang bị cho bạn trong 2 ngày để các bạn vỡ ra rất là nhiều điều. Tối thứ 6 thì mình cũng bận, nhưng mà nếu mình cũng bận cái lớp Ruby Beatbox 16. Vậy thì tối ngày mai và tối ngày mốt, nếu mà mình về sớm được thì mình sẽ live stream cho bạn về một cái chủ đề phát triển bản thân cũng rất là tuyệt vời. Và các bạn nhớ đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ở 2 kênh, vừa kênh live stream qua Facebook và vừa kênh live stream qua YouTube. Cảm ơn cộng đồng hai bên rất là nhiều. Mình rất là vui và chúc các bạn buổi tối ngủ thật ngon. Bạn nào mua sách thì các bạn comment số điện thoại xuống nhé, thì sách ngày mai sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Cảm ơn các bạn, bye bye các bạn nhiều.